định Mazzoc với Man United 23 giờ ngày 5 tháng 7, ứng cử viên vô địch CAN 2019 Mazzoc sẽ có một trận đấu dễ dàng tại vòng 1/8 khi mà đối thủ của họ chỉ là một Man United nhỏ bé. Giải bóng đá số 1 dành cho các quốc gia châu Phi CAN 2019 đã trôi qua được hơn 10 ngày. Giai đoạn đầu tiên, vòng bảng cũng đã khép lại. Tất cả ánh mắt của người hâm mộ bóng đá tại lục địa đen đều đang dồn về những cặp đấu vô cùng hấp dẫn tại vòng 1/8. Và cặp đấu mở màn đó chính là cuộc đối đầu giữa Mazzoc và Man United. CAN 2019 chứng kiến một cuộc cải cách rầm rộ khi có tới 24 đội tham gia thay vì 16 đội như thường lệ. Và sau vòng đấu bảng sẽ là vòng 1/8 thay vì tứ kết. Sự đổi mới này mang tới những cơ hội cho các nền bóng đá kém phát triển được trải nghiệm đấu trường danh giá này. Benin cũng chính là một đội bóng hưởng lợi từ đổi mới này của Liên đoàn bóng đá châu Phi. Trong suốt chiến dịch vòng bảng, Benin không có tới một chiến thắng, nhưng họ cũng có được thành tích bất bại. Với 3 trận hòa, Benin có được 3 điểm, là một trong 4 đội bóng đứng thứ 3 có thành tích cao nhất để góp mặt tại vòng knockout. Tuy nhiên tới vòng đấu này, sẽ không còn tỷ số hòa nào cho đội bóng nhỏ bé này nữa, hoặc là thắng để đi tiếp, hoặc là thua và bị loại. Benin phải tự quyết định số phận của mình khi trước mặt là một ông lớn thực thụ, Mazzoc, là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Phi. Mazzoc tới với Ai Cập hè này với mục tiêu vô địch, và họ đã hiện thực hóa tham vọng của mình bằng 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng, qua đó có tấm vé đi tiếp với vị thế nhất bảng D. Tiếp tục được đối đầu với một đội bóng yếu hơn khá nhiều tại vòng đấu loại trực tiếp, Mazzoc sẽ không quá khó khăn để có cho mình tấm vé dự tứ kết của CAN 2019. Soi kèo tài xỉu, Mazzoc mang tới Ai Cập hè này với một chiến thuật thực dụng tới từ châu Âu qua ông thầy người Pháp Hát Brennan. Cả 3 chiến thắng của họ ở vòng bảng đều là những trận đấu có cách biệt tối thiểu nhưng điểm số tối đa. Mazzoc biết cách giữ cho mình những món đòn bí mật và không phải tốn quá nhiều sức lực để xử lý các đội bóng dưới cơ. Trong trận đấu này, nhiều khả năng tỷ số chung cuộc sẽ tiếp tục là 1-0. Bạn nên lựa chọn cửa xỉu. Soi kèo hiệp 1, Mazzoc hướng tới một chiến thắng nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức lực và bảo toàn được lực lượng khỏi những chấn thương hay thẻ phạt. Họ sẽ dồn ép đối phương ngay từ đầu trận để có được lợi thế sớm trước khi triển khai lối đá chậm cầm chân chờ hết giờ. Dự đoán soi kèo bóng đá Mazzoc 1-0 Benin.